người bưởi đấy Sao nhìn cái những gì người ấy, ngồi ấy? người nào ngồi mà sao lại nhìn ui, không khác gì người ngồi luôn cả nhà, nhưng mà ui, như kiểu đầu cái gà ở đây đầu chứ kiểu là ngồi ngồi khoanh chân đấy, không khác gì là ngồi khoanh chân luôn này. Những ai không may mà mắc phải những căn bệnh liên quan đến viêm gan B, viêm gan C, gan nhiễm mỡ, xơ gan, lỗi về đây do nóng gan và mất ngủ cũng như là viêm đại tràng thì có thể sử dụng cái nước cô đặc ăn xoa này. Úi giời ơi, cái con đấy nó bay tí nữa vào mặt. Con gì nhỉ? Không, mình quên mất tên rồi. Ở đây có ai đấy? Có ai kìa? Bà chặt được nhiều chưa bà ơi? Ui à, chặt cây bụi tre này thì nguy hiểm lắm, gai nó cào cho thì đúng là rách tay. Bà chặt làm gì bà? Bay về bà buồn bà ốm bà mệt bà cái làm cái dàn mướp mà à dàn bầu dàn bí đấy chặt cái tỉa tót chặt cái cây vài cây về cái tay cái ấy nó về dàn cái khung cái nèo ấy à vâng, cái dàn cho nó ấy mỗi tội là chặt cái này là hơi vất vả này chặt cái này ôi phá từ nãy giờ mới ra được cái này này đấy từ xưa đến giờ ấy. Cái bụi tre đực này mà kiếm được cái cây cây đực ở giữa đấy thì làm cái cần cái gọng vó thì hơi bị đỉnh luôn. Bác nhưng ở mà đâu? Quên rồi bác ở đâu? Con ở ngoài Dốc Đỏ. Dốc Đỏ khu vực nào? Con ở chỗ gần chỗ tập thể. Tập thể đây ở. Không, tập thể ở ngoài Dốc Đỏ, tập thể ông Bí bây giờ đấy. Đi ra cái đường 18 cũ xong là ngược về phía Đông Triều. Bà có biết cái tập thể ngoài đấy không? Tập thể mỏ ông Thái gì? Vâng đúng rồi. Mái trên kia chứ có phải đâu ở phía Dốc Đỏ. Đấy thì nó cũng gọi là gần Dốc Đỏ, gọi là sang đất Đông Triều. Giáp danh. Đấy cây tre đực cây đẹp. Nói lắm, phát ở đây là mai chặt cho mấy cái chứ còn. Đúng rồi. Cứ chặt cái cây tre đực này và nếu mà làm cái gì thì có cái ông cụ ông ấy bảo là chặt vào đúng ngày mùng các bạn. Ngày ngày gọi là trong mùng thì là chặt che cây tre đực ấy. Nó rất là tốt thế nhưng mà đây là bà là chặt chỉ để là để làm hàng rào hàng riếc bình thường thôi thì không không vấn đề gì. Nhưng mà che trước kia bà mới đến đây bà đàn cúng đàn mẹt đàn lia đúng mà không chùa tre đấy nó mọc lắm nó không như tre ở miền xuôi tre miền quê mà nó gì trong này bà có thấy củ giấy không bà củ giấy à vâng anh lấy củ giấy à con đang đi tìm củ giấy nãy bắt là bắt rắn à không con có bắt rắn đâu trước kia con cũng bắt thế nhưng mà giờ con không bắt nữa rồi nó mà hôm nào vào đây mà ấy thì ta dẫn sang chỗ vườn cho mình lấy đẩy đấy củ có to không bà cũng đâu không lấy thì cũng trước kia người ta phá đi à đúng rồi nếu mà không biết không dùng cái gì thì chỉ có phá đi thôi cảm biết trước người ta lấy người ta có người biết thì người ta mới dùng vâng. Ở trong nhà này có ai ở không bà không không qua hả? Để con vào xem nó có cây gì, con lấy cây đấy vậy nhá. Cây cây gì nếu mà cây vườn cây vườn cây ấy chứ à bác. Không. Con chỉ lấy cây thuốc thôi. Bác chứ... mà lấy ấy là nó về nó đột đùng nó ra thì nó này. Nó này nói vâng. Ui ở đây có cây quất để lâu này. Cây to thế. Thôi đi, đi vào trong kia tìm xem có cái cây gì thì lấy cây đấy. Nói chung là cứ phải đi lần lần mò mò thôi. Nào, giờ mình đi vào cái nhìn cái đường. Toàn cỏ là cỏ thôi cả nhà này.
mọc không mọc hoang hết à. Yên tâm đồng chí. Úi giời ơi. Anh đang em đang hót pét. Rắn thấy anh tránh xa. Còn rắn thấy em tránh xa đây này. Nhìn này có phải rắn không? Ủa. Đồ đạc. Vào trong những nhà này xem nhìn ngó xong còn là ong ấy, sợ nhất là ong. Đây có một cái giếng ở đây. Ui. Ui. Ếch 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 kìa. Ui. Ôi giời. Nặn rồi. Bọn này nó chui xuống đây cái là nó nặn ngay. Đấy, nhìn con kia kìa. Kìa, thấy chưa? Ừ, đây. Con đấy rất là lỗi rất là lâu luôn. Chẳng, mày nó con này nó hơi bé thôi chứ còn đâu xem có cái gì để lém thoát cho nó. Cho nó to hơn à? Đây. Không biết cả nhà có nhìn thấy rõ là con ếch đây không? Ơi nặng luôn. Đúng rồi, ếch ngồi đây giếng. Chuẩn xác là ếch ngồi đây giếng luôn đấy. Lít ở đây rơi rụng cách nhà đây, không ai lấy. Phí lãng phí anh nhỉ. Nhưng mà chắc là quả nó cũng không ngon chứ không. Ủa. Giường giếc vẫn còn, tủ vẫn còn nguyên đây. Chắc là nhà này cũng chỉ mới mối đã xông hết lên đây rồi này cả nhà. Mối xông lên cửa đây này. Lên tận trên đây rồi. Này chắc là cũng bỏ hoang lâu lắm. Anh nhà này vẫn bật điện. Bật đâu mà bật. Okay. Sao tắt điện đi cho an toàn. Hả? Trên máy, chị anh nhìn ngước lên. À ừ nhỉ. Không hiểu luôn. Thôi đi, đi ra hàng kia để xem lá nào. Em đố anh. Cái đấy là cây gì? Anh từng ăn cái này chưa? Cây này ăn được á? Ăn được mà. Nhưng mà cái này đang còn non. Cái hạt này này. Ăn nó hơi bùi bùi. Ăn cái hạt này á? Ừ, bóc ra ăn. Anh chưa ăn, bao giờ? Em đi chân trâu em ăn suốt, anh ăn đi. Này. Em ăn trước đi. Ai lừa anh làm gì? Em lấy cái cây ra thôi. Không lừa nhưng mà anh cũng chưa ăn bao giờ. Bởi vì cây này ấy, cái gai nó cực kỳ là nhiều luôn. Mà cây này gọi là cây gì? Không biết cây gì à? Không. Cái gì? Cây gì? Cây gì biết? Ừ, ăn đi mà sao mà biết tên được? Nó là cây gì? Cái nhìn anh không biết cây gì. Cây gì? Đây, nó ngủ ở đây. Đây có phải là cây số hổ đâu? Loài hoa trinh nữ đây. Cái đây có phải là trinh nữ đâu? Ai bảo anh? Cây số hổ mới gọi là cây trinh nữ chứ. Đây, cây hoa trinh nữ đây. Cây. Đấy. Em có bị nhầm đấy. Nhầm làm sao được? Sao cây này lại nhầm được? Anh. Không. Cây này là lá nó bé. Không. Cái gì? Anh chưa biết cây này chứ còn nếu mà cây hoa trinh nữ nó là cây gọi là cây số hổ. Cái mà cái cây số hổ thì nó là một cây khác hoàn toàn khác cây này luôn. Nhưng anh? Mà nó động vào thì nó cũng cụp lá như thế này. Thế thì chị thử xem đây có phải là cây hoa trinh nữ nhá. Đây nhá cả nhà nhá. Cả nhà nhìn rõ cây này nhá. Nó mọc bạt ngàn. Đây không phải là cây hoa trinh nữ. Rồi em đi chăn trâu ngày xưa là ở cái chứ còn cây hoa trinh nữ là cây khác. Quả mơ có hột. Anh nhìn đi hoa trinh nữ này. Nó tất nhiên là nó rất là giống rồi. Thế nhưng mà nó không phải là cây số hổ. Ok. Và trong này toàn gai thôi. Chịu chết luôn. Anh cho vào cược nha. Nó cũng thuộc dạng là cây nhưng mới cây này á. Cái này đi cái là nó mắc cho thì đúng là hơi bị khủng khiếp luôn. Anh em mình sẽ có quả kèo. 1 triệu nhá. 1 triệu. Em chuẩn bị được 1 triệu. Gì đây? Chỗ này có cái cây tầm gửi này cả nhà. Tầm gửi bưởi đấy. Ôi anh ạ.
nhìn những người ngồi ấy. Người đang ngồi. Ui. Ui. Cái gì nhỉ? Nhìn sợ thế. Cái gì mà nhìn như kiểu nó có người ngồi ở đây thế này? Ba cái bầu là nhà hoa mà sao lại nhìn này? Không khác gì người ngồi ở đây này. Như kiểu đầu cái gà kiểu này. Đầu cái kiểu ngồi ngồi khoanh chân đấy. Không khác gì ngồi khoanh chân luôn. Điệu thôi. Thôi thôi thôi, em đi xa đi. Để em đi ra ngoài. Nhưng mà ở đây thì bà còn làm gì có người. Không hiểu tại sao mà không biết sao sao. Cẩn thận đi. Ui giời, cái gì đâu? Cái gì đúng nước ở trong này không biết này. Thật ra đây là chỉ là cái cứng nhắc luôn. Chưa. Cái gì chứ không phải là người. Ui. Có con gì ở trong này? Cẩn thận con rắn đấy anh đại ơi. Anh. Ui à. À người ta phủ cái bao xi măng. Ôi. Hay là cái bao gì ấy. Khiếp, người ta phủ là giống như một cái người ngồi chùm chân vậy. Yêu. Yêu. Cô vừa nhìn có con gì động mắt rồi mình sờ vào. Đấy có gì mà động mà. Nó nhảy bồ bồ quá. Xoạt 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 mà. Nói chung là ở những cái nơi này thì nhà hoang thường thường rất là nhiều rắn chết. Ô, có con gì? Em vừa thấy như thế, nó chạy ra bên kia rồi anh đại. Cóc sao ấy? Chắc là cóc. Anh đại, nó chạy ra bên kia kìa. Ở đằng sau cái dao ấy. Ui, đây. Đây. Nằm trong cóc này. Đấy, ui dồi ôi, con cóc to dã man luôn kìa. Ôi, to kinh khủng khiếp luôn. Anh đừng lừa em nhé. Thật mà. Anh nhìn thấy con cóc đây mà. Em nhìn thấy cái gì nó nhảy nhảy. Ui. À anh đừng, anh. Nó chạy rồi. Ôi rồi anh chưa phải cóc. Anh chưa phải cóc. Ê. Nhảy đâu rồi? Nó nhảy sang bên kia kìa. Góc này. Đây. Ủa, nó làm đâu rồi? Ui, con đấy to. Ui giời, ôi ngon. Con này phê. Tưởng chạy. Ô này, con nữa sao ấy? Như con nữa ra. À đúng rồi. Ui con này tỏ ra man kìa. Khủng khiếp kìa. Ui giời ơi. Ui con này to thế. Ui đen xì xì luôn. Ui. Kiểu nội trong đây không ánh sáng à? Em cầm đấy. Cầm đây, kiểm tra này. Ui. Hình như là mình thấy nó động ở đây nữa sao ấy. Không biết có phải. À đúng rồi. Còn một thằng nữa nằm ở đây này. À đây rồi. Quay.
Lấy túi. Tìm tìm ở đây kiểu gì chả có túi. Anh cầm lấy hai con này em nhảy xuống giếng bắt tiếp. À, nhảy xuống giếng là tí không kéo được người lên. Tí không kéo được người lên đâu. Tìm ở đây xem có túi nào. À, trong trong làn có túi đây. À đúng rồi, đúng rồi. Tí mắc vào cây xô. Ôi dồi ôi, ngon rồi cả nhà. Giật mình lúc đầu tưởng là người ngồi. Hả? Ủa? Thế thôi anh vào cũ lại cho người ta đi, không hỏng cái bao xi măng người ta. Ghê quá. Nhưng mà phải công nhận là cái lúc đầu ấy, nhìn người ta phủ ở đây thì không khác gì là người ngồi luôn. Đêm mà nhìn thấy như thế này thì gọi như là hết hồn luôn. Chắc là người ta phủ ở đây người ta che hết rồi đâu. Đi vòng ra thôi. Ha, kiếm được hai em ngon rồi. Tìm xung quanh đây xem còn con nào không. À bên đằng này, cái ra đằng sau này khéo khi là có cái hồ ấy đây. Ra kiểm tra đằng sau này. Chè. Ấy, chè rồi. Ôi. Cứu vào lồi. Hoặc là cứu trên bếp lửa. Nghỉ thôi bà ơi. Bà ơi. Anh em con đi ra đây chứ trong ấy chẳng có, không có gì cả, không có cây nào. Nhìn thấy muốn. Con ếch bà. Được ba con ếch. Thấy nó nằm ở trong góc. Chặt này là hơi lâu đấy. Ôi cái này cứ ấy thì mình cũng không khỏe. Vâng. Cứ túc tắc thôi bác. Cứ túc tắc thôi. Thôi con xin phép con đi về đây. Con đi vào tìm ấy nhưng mà cũng không có cây gì mấy đâu. Thôi. Anh em mình di chuyển ra chỗ khu vực khác để đi tìm xem là có hay không. Bởi vì thời gian này cũng khá là nhiều người đặt cây cây củ dãy mà tình trạng là không đủ để cho mọi người sử dụng. Nhưng mà cũng may là ngày hôm nay anh em mình cũng đã bắt được đấy, bắt được con oé rồi. Thôi cái video này mình cũng sẽ xin phép kết thúc ở đây nhá. Hẹn quý vị ở những video sau nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhá. Xin chào mọi người nhá. Không nhìn thấy, không nhìn thấy con gì cả. Thật sự không nhìn thấy con gì cả. Đúng không xem nào. Không thấy, không thấy. Bây giờ em thấy nó cạnh ở đâu? Nó cạnh dưới lưng ấy. Chỗ lưng giữa này, giữa lưng này. Sợ lắm. Đừng cử động, đừng cử động. 1 2 3. Ra. Anh xử lý đi, anh xử lý. Nhìn này. Ui này. Đây này. Cái đuôi nó đây này. Phúc bẫy mới đời nhỉ em, nó chưa cắn em. Nó cắn em chưa nhỉ? Cái gì vậy? Ngoài những vấn đề hỗ trợ liên quan đến viêm gan B, viêm gan C, mát gan và sơ gan thì nó có tác dụng hỗ trợ về tình trạng mất ngủ cũng như là nhuận tràng, thì nó được dồn hết vào trong cái lọ cao an xoa này, hay là gọi là nước cô đặc an xoa này. Cái khu vực này thì người ta mới phát lên là cây bắt đầu đang mọc. Chỗ này nó phải tầm 2 tháng nữa mới khai thác được. Đây này, cái này, cái an xoa này mình khai thác, thế nhưng mà đã phát rừng lên là cây bây giờ nó mới lên chúng rồi. Ở kia có một cây me rừng này. Quả thông chỗ khu này như nó không rụng mấy sao ấy. Lại còn tranh thủ đi nhặt quả thông nữa cả nhà. Anh em mình mới vào trong rừng xong cả nhà. Thì lần đầu tiên cho phép xin chào tất cả mọi người nhé. Thì Hậu lại có thời gian rảnh rỗi để đi cùng với mình đi vào trong rừng, đi vào kiếm xem là có tí cây cối không, cũng như là cắt cái cây ăn xoa về để lấu cao. Thì thời gian này cũng khá là nhiều người đang bị vấn đề về gan và cũng như là mất ngủ, nên là tranh thủ vậy để về lấu. Em có biết cái đấy là cái gì không? Cái này là cái thang, nhưng mà cái thang buồn cười nhỉ? Em biết để làm gì không? Để trèo lên để lấy ấy. Đúng rồi, để người ta sẽ trèo lên, người ta chặt
đẽo 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 cây, đẽo nhựa thông. Mà đi vào khu vực này thì đúng là nhìn hơi bị lòi mắt ra, bởi vì là không có cây ăn xoa nào luôn, không có cây nào để đủ tuổi để khai thác luôn. Hiện tại thì anh em mình cứ đi lang thang ở khu vực ở trên này, xuống đây rồi là lên trên kia xem như thế nào. Anh khách trong này có được từ đây người ta đâu em đoán vậy, có nhưng mà có khả năng là ít. Ở đây là có hai cây. Ui xem nào, xem cái gốc nó như thế nào nào. Gốc này là gốc bé, cây này gốc to hơn một chút, làm bonsai được đấy. Cây cây me rừng, cây me rừng hạt tròn, quả tròn đấy cả nhà, ăn nó kiểu chua chua chát chát ấy. Em đã ăn bao giờ chưa? Ô, em nhìn em đứng cây phượng. Cây phượng đâu? Đấy là cây me rừng mà quả nó tròn tròn này, ăn nó chát chát này. Phượng ở trong rừng. Nhìn giống cây lá phượng ấy. Nó kiểu dạng lá như vậy. Ở đây tiếp tục hành trình anh em mình đi xem lang thang xem nào. Ừ, chỗ này có cái cây thông nhìn đẹp thì thôi rồi luôn, như một cái gọi là cái gì nhỉ, đứng ở chỗ này mọi người không nhìn thấy được, phải đứng sang đây này. Đấy, nhìn cái gốc, à gốc này nó vanh, nó rơi tầm khoảng 80 mà một đường cong rất là đẹp luôn. Cây này khá là cao, bác nào thích cái cây thông này thì bảo mình nhá, để mình chỉ chỗ cho lên chụp ảnh. cái này không khai thác được. Đấy, nhìn rất là đẹp, hay nhỉ. Bên cạnh thì cây này nó trước kia ấy là một cây thẳng đây này, chỗ này là một cây thẳng này, nên là nó ra, nên là nó bị giống như kiểu là bị chặt hay là bị kiểu gì luôn, nên là nó cây nhánh thế là bây giờ nó bám liền luôn, sẹo nó đã cắn vào cái chỗ kia rồi, bây giờ nó cong vút lên đây, nhìn đẹp thế, phê thật. Cây này mà cho lên chậu thì thợ xin phép đứng ra cây này cho lên chậu thì đúng là đẹp tuyệt vời luôn. Họ đứng vào đẹp hơn hả? Chỉ có tạo dáng ở là khí ôm cây thôi. Mấy khi có cây đẹp để chiêm ngưỡng. Đấy, đi rừng là được chiêm ngưỡng cây thoải mái luôn. Tí nữa anh em mình xuống dưới khu dưới này này. Dưới này là nhiều. À, nhớ ra rồi. Cây kia là cái cây mà để hôm trước lướng ấy này. Đây này. Hôm trước là mình đi rừng và anh em có chặt những cây này để lướng thì phải. Không biết là có phải thuật nó không. Chuẩn rồi. Đây này. Hình như là cây này. Nếu mà không nhầm thì nó là cây này. Còn mà nhầm thì cây khác. Không rõ, mình không rõ, bởi vì hôm đấy là mình cũng không được đi chặt cái cây nên là khả năng là như thế, bởi vì là khi mà lướng lên ấy ăn ngon, rất là ngon luôn. Mà cái độ ngọt của nó thì tuyệt vời, chấm cùng với muối ớt thì đúng là không có loại rau nào địch bằng được. Ngon lắm, phê lắm. Anh nói mà em ướt hết áo này. Ướt chưa? Chạy đứng miếng luôn. Chỗ này dạ cấm này. Ôi, dạ cấm rồi. Ôi, đồ nghề của em đâu rồi? Lấy tay dắt được không? Ui giời, chỗ này nó leo. Mãi chết anh. Đẹp luôn. Khu này anh nhìn thấy nhiều dạ cấm đấy. Đấy, đi thì cứ cây nào là sơi cây đấy thôi.
rồi. Cái này là hoa nó đã mọc hết rồi. Đấy, ui rồi, cả một cây luôn, như một cây dạ cẩm luôn. Nó leo kinh nhỉ. Nó leo, ướp luôn. Đây này, hoa nó đã lở hết rồi. Này vào đúng cái dịp mà nó lở cùng một loạt ấy, thì mùi thơm thì thôi rồi luôn đấy. Chỗ này nữa này cả nhà, chỗ xung quanh khu vực này cũng khá là nhiều cây nó leo bên trong này. Chỗ bụi này là lấy được khá là nhiều ấy Hưởng ạ. Hậu ạ, đây này. Ui đây này, ui giời này, tuyệt vời. Ui dây nó đẹp, tiện luôn. Dây rất là dài luôn. Ừ, dây nó tận dưới đây cơ mà. Cái này là bám theo lần theo cái dây đấy để rút. Mình là rút từ gốc xuống Hưởng ạ. Đây này Hưởng ơi, thôi để anh rút từ đằng này. Trong này anh nhìn, ui dồi. Đây thì bên trong này này, dây bên trong này cơ này. Gốc nó bên này này ơi. Ui nó leo, tuyệt vời. Để em hái tất phát vào được này, nhìn chưa? Đây là rất đấy thôi. Rồi, để anh đi vào anh rất cho. Ý, chỗ này có cây ăn xoa hơi bị đỉnh luôn. Nhưng mà mỗi tội nó ở bên trong này cả nhà. Ui dồi. Cây này mà, cây này nó cào vào tay rồi thì cũng như dao lam luôn. Ghê với cái loại cái cây cối này. Ngọt như mía lùi. Khi mà nó đã cứa vào tay thì rất là sắc nhọn luôn. Đấy, trừ phải trừ tận gốc rồi cả nhà. Gì nhỉ? Hả? Sao đấy? Sao đây? Đâu ấy? Ôi, ngã. Làm sao ấy? Không phải. Cái gì nó bò ở đây em ấy. Cái gì? Cái gì cậy ở đây này. Con lưng em ấy. Cái gì cậy làm sao? Chứ làm sao lại ngã hay làm sao mà đây? Không, em trượt chân nhưng mà con gì ở dưới lưng em ấy, bò ở dưới áo em ấy. Con gì ở dưới áo? Từ, làm yên ra sao nào? Anh thấy không? Không thấy cái gì cả. Đây là nó cứ cậy dưới lưng ấy. Cậy dưới lưng á? Nằm yên nè. Nó cạnh to hay cạnh bé hay cạnh như thế nào? Nó cứ rút túc ấy. Không nhìn thấy gì luôn. Em giơ tay lên nào. Giơ tay lên nào. Nhẹ nhàng không? Không biết là liệu có phải rắn tay không? Nhưng mà vừa ngã. Em trượt chân. Không nhìn thấy con gì cả. Không nhìn thấy con gì cả. Mau ra nào. Không thấy. Bây giờ em thấy nó cạnh ở đâu? Nó cạnh dưới lưng ấy. Chỗ lưng giữa này, giữa lưng này. Sợ lắm. Đừng cử động, đừng cử động. Nếu mà rắn gái thì không. Sao không nhìn thấy gì nhỉ? Em bây giờ em nằm nghiêng à? Nằm nghiêng từ từ nhé. Từ từ thôi nhé. Đừng cử động nhé, không sợ đâu. Nữa đâu mà rắn rết gì hay gì. Nghiêng nhá. Cứ từ từ. Không thấy. Ê, anh ơi à. Cái gì? Ôi. Có thấy đâu? Không thấy luôn. Cửa lưng lưng em ấy. Anh. Không thấy. Ôi, anh. Có thấy gì đâu? Đây là quả thông chứ hả? Không. Có quả thông ở đây đây. Nó cứ cào cào ấy. Ôi giời. Ôi giời. Anh thấy nhìn kỹ xem nào. Có gì đâu? Trời nó cứ tung tung ấy. Bây giờ từ từ. Bây giờ, bây giờ để anh kéo, khoan. Để nguyên như này nhá. Xong rồi bây giờ anh kéo một phát là em chồm dậy để chạy ra luôn nhá. Tay kia đây. Tay nào thuận? Tay này. Em bám luôn hai tay vào đây anh. Anh bấm 1 2 3 thì em chạy ra nhá. Để anh nhá. Nào. 1 2 3. Có gì không? Kiểm tra nào. Có gì đâu. Thế đây em vừa ấy, quả thông ấy chứ làm gì có gì. Hả?
Thế nó như thế nào? Rúc 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 ở dưới lưng em ấy. Nếu mà vừa mới ấy đây thì làm gì có con gì đâu mà nó rúc ở đây được. Không phải rắn. Có đâu, đúng không? Thấy ở đấy, làm gì có à? Chắc theo cái cảm giác hay là không, như không, thế không, nào nó đấy. Nó cào cào dưới lưng em ấy, không phải. Nó cào á? Nhưng bây giờ còn không? Bây giờ thì hết rồi. Hay nó lườn ra anh không nhìn thấy? Không. Anh đi xung quanh làm sao mà không nhìn thấy được. Chỗ này nó không, nó thiết cái chỗ này thì em tích mắt nhìn cái alpha. Em vừa làm đây, vừa làm lên quả thông đi đây. Không, cái quả thông thì nó đau, còn cái kia nó cứ cào cào ấy. Tôi không giúp đi. Đó, bấm lại lưng ấy. Không có gì. Ô. Đây như kiểu có cái gì thế này. Khoan từ từ nào. Không, không biết được. Này, em cầm. Ô này. Hình như nghe tiếng gì luôn này. Nghe cái tiếng gì nó xoạt xoạt đây. Đây như kiểu vết đất mới này. Đấy. Ừ. Hình như có con gì rồi. Hình như có con gì sao này. Đứng ra để anh xem. Cái gì nhỉ? Ồ, như đây có lỗ. Có lỗ. Này, hâu ơi. Nhưng nó cắn lên chưa? Cầm ấy cho anh. Để anh xem nào. Con gì đây? Chưa biết được. Thì anh đứng xa ra nhỉ? Đây có cái lỗ này. Ôi. Ui giời ơi, nhìn đuôi như kiểu cái đuôi rắn ấy các ơi. Này, anh xử lý đi, anh xử lý. Nhìn này. Ui này. Đây này. Cái đuôi nó đây này. Phúc 70 đời nhà em nhưng nó chưa cắn em. Nó cắn em chưa nhỉ? À không phải rắn, không phải rắn, không phải rắn. Ôi nhưng mà con gì kìa. Ôi. Ui vào đúng con trồn à. Ui ôi. Ui là ui là ui là ui. Con gì nó há mồm rồi. Con thỏ. À không phải. Không không phải thỏ, không phải thỏ. Con trồn. Con trồn rồi. Phải không anh? Trồn á. Không phải con trồn đâu rồi. Con trồn rồi. Ui không phải. Không phải trồn. Chuột rừng. Chuột rừng rồi. Ai à. Này mọi người ơi. Ui dồi. Ui dồi cái răng kìa. Ui cái răng nó vàng ươm. Ôi giời ơi. Vào đúng lỗ của nó rồi. Ô hình như con này nó đang đào. Nó đang đào đất, nó đang ấy ở đây. Con này cắn nó thì làm sao anh ơi? Không con này thì không vấn đề gì. Nhưng mà nó có cắn mọi người không? Đây này, đây này mọi người này. Ui này. Ui dồi. Ui dồi cái răng nhìn ghê chưa. Ui ui dồi. Khiếp nhỉ. Yêu 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 ui dồi ôi cái mồm nó này. Cầm đây để anh bắt nó vào. Thôi kệ nó đi, đừng bắt anh ơi. Hả? Kệ nó đi nhìn nó sợ lắm. Đâu bắt ra để xem nó, để nhìn nó. Ừ, thế thì nhưng mà sao con này nó lại ấy nhỉ. Ý giời ơi. Nhìn cái răng kia mà không mày nó cắn vắt vào lưng cho thì. Con này cắn vào thì phải ấy đấy. Thì làm sao? Đâu con này cắn thì cái răng căn bản là nó đào bới đất cát đây. Nó bẩn thỉu ấy. Sợ lên sợ nhiễm trùng ấy. Ôi à. À, kéo khi nó đang đào bà ngã một phát kiểu gì. Che đúng ấy nó. Ui giời. Ui giời to chưa? Ui. Đôi nó dài. Ui ôi. Nó không chịu ra. Không chịu ra luôn. Ui giời. Ui giời. Ui ui cái lồng nó dài. Ê 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
Ê, lớn nhỉ. Ui, tôi nhìn nhìn nó to ui, nhìn, ui, nhìn nó lù, như lù, con lù. Con nhím ấy hay con gì nhỉ, con nhím ấy nhỉ, nhìn giống con rúi. Ừ đấy, nhìn giống con rúi, nhìn nó to nhỉ, dòng họ nó này. Ây da, lớn chưa con này á. Em chưa bao giờ thấy con chuột to như thế này luôn đấy. Con này nó cỡ phải tính từ đuôi lên đầu nó phải giữa tầm 40 phân nhỉ? À đâu, găng tay mình hơn, khoảng tầm 40 phân đến 50 phân. Kinh chật, điều kỳ răng. Dã man con ngan thật. Ai ơi, nó đang đào lỗ chắc là bà ngã phát kiểu gì, ngã ngay vào ấy, nó quay ra là nó húc rồi. May nó còn chưa cắn đấy, điều kỳ răng kia mà nó cắn cho thì. Chắc em cứ thấy cái cảm giác nó. Yêu ơi. Ui, phùng cái bật ơi. Cứ anh, quay được để xem cái răng nó gì ghê chưa. Ấy, nó cắn kìa. Yêu ơi. Dã thật, yêu cái tài nó to. Hôm trước anh cũng bắt được 2 con ấy. Nhưng mà không hiểu hôm nay bạn kiểu gì mà bạn gớm thật. Bắt chuột đồng đúng không? Chuột đồng với cả hôm lên trên rừng. Ừ. Hôm lên trên rừng anh cũng bắt được 2 con rồi. Nhưng mà có em có ấy không? Hả? Có ăn đâu, không phải không ăn đâu. Nhưng mà hôm nay thôi. Hôm nay không ăn chuột đâu. Cái Thúy nó bảo nó thích ăn chuột lắm. Hả? Ừ. Nhưng mà hôm nay là hôm nay rằm, thì thả nó đi. Ôi, thả nhé. Rồi. Thả nó đi một người nhé. Thả nó đi nhé. Bây giờ nó có chui vào đây đâu. À, nó sợ anh thì sao? Thôi em tránh xa nó ra. Không quay nó đớp em hết chứ. Thôi bây giờ thu dọn đồ đạc xong rồi thả nó đi. Thôi không. Em thu dọn đồ đạc cái ấy của em đi. Xong rồi để anh thả phát cho nó chạy không? Anh đưa 2 cái xiển đây cho em cầm cho. Đấy, bây giờ thả nó ra đây, nó muốn đi đâu đi cả. Ui dồi ôi, nhìn ghê chưa? Dã man con ngan rồi. Ui, to. Chuột rừng to anh nhỉ? Ý rồi, nó xì xì. Nghe này. Nó ghê nhỉ? Ý rồi. Gớm chưa? Con này nó to, nhìn nó dã man thật. Thôi thả nhá. Ý. Bye bye nhá. Nó nhìn anh cứ ánh mắt. Thôi đi. Đường. Nó chạy đi. Lớn chưa? Chạy như con đấy nhỉ, con nhím ấy. Thôi đi. Kệ nó đi. Tạm biệt nhá. Con gì ơi? Ui. Ui giời ui. Cái khủng khiếp dưới kia này. Ôi, dã man thật này. Ấy chà, ở cái khu vực này cả nhà nhìn thấy rất là nhiều cá luôn này. Đấy, nó đang nổi lên. Mà nhìn màu nó xanh lè luôn. Lúc đầu mình tưởng là rô phi, nhưng mà nhìn thì lại rất giống là cá mại cờ này cả nhà này. Đấy, ghê thật. Nó xanh lè, mà cái vũng này, đấy, nó lên một đàn này. Nó lên một đàn luôn. Quá khủng khiếp. Mà cái vũng này thì nó cũng khá là bé bé thôi. Nó chỉ khoảng tầm 20 mét vuông. Thế nhưng mà mực nước ở chỗ này cũng khá là đẹp. Chỗ này thì đặt bẫy cá ở đây thì kiểu gì kiểu cũng sẽ có cá sộp. Mà trong khu vực đây thì nhìn nước về lắm.
Đấy, ít rồi, nó lên kìa. Nó lên, nó ngớp, nó đớp luôn. Nó đớp mồi luôn. Đây này, ui giời, nó chìm xuống rồi. Ai chà chà chà. Ui, có cái bào, có cái bào gì ở đây mà vứt ở cái khu vực làng nhìn ghê thế cả nhà. Rất là lặng luôn. Lặng trịch. Nhìn thấy đen ở đây. Ui. Hình như là hình như là một con chó mà không hiểu tại sao nó lại buộc vứt ở đây nhỉ. Buộc vứt ở đây, con chó này chết rồi. Con chó khá là to luôn mà rất là mới, chưa có tí gì gọi là mùi vần cả. Đấy, cả nhà nhìn thấy chưa? Giống như kiểu là không biết này là có phải là bọn ăn trộm nó vứt ra đây không? Không biết có phải bọn ăn trộm nó vứt ra đây không mà rất còn mới nguyên này. Hay là vừa rồi ở khu vực rồi. Ui giời. Ui giời, một con chó khá là đẹp luôn cả nhà. Một con chó khá là đẹp luôn mà bị buộc ở trong túi này, trong bao này, nhưng mà có khả năng không biết đây có phải là do bọn ăn trộm ăn cắp gì người ta đuổi xong là vứt ra đây không mà không kịp quay lại, hay là chó chết vì ốm đau bệnh tật gì mà cái bao buộc ở đây. Con này rất là mới thôi, cách như này chỉ là khoảng tầm một ngày, bởi vì là bây giờ nó vẫn còn đang cứng và nó còn mới có kiến này. Này, khả năng là mình sẽ phải quay như này xong rồi sẽ đi hỏi quanh khu vực này xem là có phải là có trộm cướp gì không, để thông báo cho người ta, nếu mà là mất cắp hay là cái gì thì cũng thông báo cho người ta là chó chết rồi. Còn bây giờ thì như thế này thì cũng chỉ có chôn thôi chứ cũng không làm gì cả. Phí thế, một con chó rất là đẹp luôn cả nhà. Mà không biết là quanh quẩn khu vực này là nó có, để mình xem xung quanh ở đây xem là có cái vết đường đi hay là cái gì không nhá. Xong rồi tí mình sẽ quay lại mình chôn nhá. Phí quá, con chó khá là đẹp luôn. Nếu mà có đường đi thì khả năng là trộm. Bởi vì là không biết là cả nhà có nhìn thấy không, chạy ra khu vực này là cũng có cái vết cỏ nó dạp đi này. Đúng quá. Cái lức cô đặc ăn xoa này thì rất tiện lợi cho mọi người đều sử dụng. Nó là một cái rất là nhanh chóng và tiện lợi và cũng như là dễ dàng. Thì cái lức ăn xoa này nó là một cái dòng cây rất tốt cho gan, mát gan và hỗ trợ cho những cái bệnh liên quan đến viêm gan B, viêm gan C, các vấn đề về gan. Nó sẽ thanh lọc, đào thải các chất độc ở trong gan
ra ngoài cơ thể qua ba đường, đó là đường mồ hôi, đường tiểu tiện và đường đại tiện. Nó sẽ giúp cho mọi người cân bằng về gan. Ai có nhu cầu thì cứ liên hệ cho anh em mình. Hì hục mãi thì mới chôn được nó ở chỗ này cả nhà. Bởi vì hôm nay là cầm những cái dao rồi đi, không có dụng cụ gì cả. Thôi cứ tạm thời là chôn nó ở đây thôi. Thì mình đè lên một cái hòn gạch ở chỗ này, coi như là cái số phận đã, của nó đã xong xuôi rồi. Vừa nãy thì mình có đi ra ngoài đằng kia, thế nhưng mà không phát hiện ra được cái gì cả, thì quay lại là chôn rồi. Khả năng là mình sẽ đi vòng cái đường này, đi tắt qua cái nhà khu vực nhà này để xem đi ra ngoài kia lấy xe rồi là quay ngược về vòng về đằng kia. Vừa nãy thì mình có đi vòng ở đằng kia cắt được một ít cây an xoa rồi để về tranh thủ qua lấu một lồi. Thì bây giờ sẽ phải đi ra vòng kia để đi. Thì bây giờ đi ngược ở chỗ này thì rất là nhiều gai, khó đi lắm. Mày ở đây nhá. Đi cái mùa này là rất là khó chịu, bởi vì là nắng thì nó hanh và cái bụi cỏ này, ở những cái bụi này thì nó sẽ bụi lên, nên là khi nó vào mũi rất là khó chịu luôn, mà sợ dẫm vào ong, nên mà nhiều lúc là đi cũng phải nhìn ngó lung tung khắp nơi xem như thế nào. Ong thì nhiều lúc nó nằm một chỗ, thế nhưng mà lưu ý là khi mà vào những cái bụi này thì mình sẽ phải phải nhìn xem là có con ong nào bay ra bay vào không. Thôi đi về thôi, đi vòng ra kia lấy. Không biết là mọi người có nhìn thấy không? Nghe tiếng sột soạt ở trong này. Cái con gì này? Đây là ở trong này, trong khu vực ngược ở đây như của nó là tắm rồi, có cái giếng ở đây. Không thấy gì đâu. Cô ơi, cô ơi, bác ơi, bác ơi, bác gì ơi, ui thôi cả nhà ơi. Sao lại bác gì nó lại không trả lời nhỉ? Bác gì ơi? Bác gì ơi? Ui! Hỏng ngoài, hỏng ngoài. Không biết là mọi người có nhìn thấy không mà, hay là mình hoa mắt nhỉ? Không nhìn rõ ràng mà. Nhìn rõ ràng là có người ngồi ở đấy nhỉ? Rõ ràng là có người ngồi ở đấy luôn. Mà tại sao gọi không trả lời mà mình nhìn thấy như kiểu là nằm bất động ấy, ngồi bất động sao ấy. Tóc rất là dài. Đây này, đứng ở đây mình cũng có thể nhìn thấy này, cái tóc đen xì, không biết là mọi người có nhìn thấy không. Nghe thế mà mình gọi hỏi không trả lời luôn, không hiểu là tại sao luôn cả nhà. Đây này, đấy mà nằm ngồi
cái tóc thì đen, cái tóc thì đen xì, mà lại có cái chậu ở đấy đấy chứ. Mình không hiểu là đang nghi vấn cái vấn đề gì luôn. Không hiểu là hôm nay đi là bước chân trái hay chân phải ra mà gặp bao nhiêu thứ là xui xẻo như này. Mà cái nhà này kiểu gì luôn. Mình không hình dung ra đấy là cái gì luôn cả nhà. Mình rơi dao như thế mà không động tĩnh, không ấy gì đúng không? Mà vừa mình thấy nhìn thấy cử động mà không hiểu là có phải là người, liệu có khi nào mà nhìn giống như kiểu ăn mày ăn xin xong là vào đây cũng chết rồi. Như kiểu cả nhà này, tóc đen xì ghê đấy. Cô ơi, cô gì ơi, cô này thì kiểu là cô thôi mọi người. Cô gì ơi, đây này mọi người này, cái móc mái tóc đen mà nhìn như kiểu nó động hay sao ấy. Cô gì ơi, đấy bây giờ phải làm kiểu gì bây giờ? Đánh liều rồi vào xem như thế nào đó. Không biết xung quanh này là có vấn đề gì không. Cô gì ơi, nghe đi, xoạt xong rồi. Không hiểu kiểu gì luôn các bạn. Sao chỗ này hình như là không phải người sao ấy. Ủa, cái gì kia? Ui giời ui, cái khủng khiếp thế kia này. Ôi, dã man thật đấy. Dã man kinh khủng mà. Nói là đúng là giật cả mình cái kiểu này luôn. Đây như cả nhà nhìn thấy, đây là một cái gian nhà tắm mà không hiểu là chủ nhà hay là bà nhà này, nhà hoang hay là trẻ con hay là nhiều gì. Đây là cái đầu mà nó canh. Ôi giời, sao mà người ta để ở đây giống như kiểu là giống như kiểu có người cố tình để ở đây, cái chỗ này ghê quá. Giống lúc đầu mình tưởng là có người nào ngồi gội đầu ở đây, nhưng mà giật mình ở chỗ này khăn nhà hoang thì làm sao mà có người gội đầu ở đây. Kinh khủng khiếp. Rất là đúng mà, mình không thể nào mà vững được khi mà gặp cái trường hợp này, đi vào căn nhà hoang, đi qua cái khu vực này mà lại gặp cái trường hợp như thế.
đúng là ngày hôm nay mà cái con ong này, cả nhà vừa đấy không biết là mọi người có nghe thấy không, con ong mật này nó cứ đi theo mình từ nãy giờ, nó cứ bay vo ve vo ve đấy. Thôi bây giờ là mình cũng xin phép mình đi về đây, cười quá, tim cũng đập thình thịch luôn.